Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Đồng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, năm 1981, cách đây 37 năm, nhạc sĩ vĩ cầm người Anh tên là Peter Cropper được mời đến Phần Lan trình diễn trong một buổi hòa nhạc đặc biệt. Vì ngưỡng mộ biệt tài của Peter, Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Hoàng gia đã trao cho Peter Cropper biếu ông chức vĩ cầm vô giá tên là Stradivarius, được chế tạo cách đó 285 năm để ông sử dụng cho buổi hòa nhạc. Chiếc nhạc cụ quý hiếm này mang tên nhà chế tạo vĩ đại của người Ý, Stradivari. Nó được cấu tạo bằng 80 phiến gỗ đặc biệt với 30 lớp sơn bóng cũng đặc biệt. Âm thanh phát ra rõ ràng, du dương. Nhưng khi Peter Cropper đến Phần Lan, một cơn ác mộng kinh khủng đã xảy ra. Là sao? Khi bước lên sân khấu trình diễn, Peter trượt chân ngã xuống, chiếc ví cầm bị vỡ tan trong nháy mắt, và từng miếng nhỏ Peter mang trở về London cái ví cầm đã bị vỡ đó, trong tâm trí cực kỳ là khủng hoảng. Rồi may quá là có một người chuyên sửa đàn dày dặn kinh nghiệm là Sackler Bearer tình nguyện để phục hồi chiếc đàn đó với hết sức của anh ta. Sackler làm việc ngày đêm với chiếc đàn bị vỡ đó. Cuối cùng thì ông đã lắp ráp lại chiếc đàn như mới, và mọi người đều tới để xem, để nghe tiếng đàn, và ai cũng nín thở khi mà Bearer trao chiếc vĩ cầm cho Peter kéo cái tiếng đàn đầu tiên. Thì mọi người đều không tin ở tai của mình, vì những âm thanh phát ra không những nó tuyệt hảo như xưa mà nó còn có vẻ nhỉnh hơn một chút. Và những tháng sau đó, Cropper mang cái vĩ cầm bị vỡ đó đi trình diễn vòng quanh thế giới. Và hàng đêm chiếc vĩ cầm mà mọi người nghĩ rằng là bỏ đi đó thì lại mang lại cho Cropper biết bao lời hoan hô nồng nhiệt. Câu chuyện về chiếc vĩ cầm đó và câu chuyện về người phong cùi được chữa lành ngày hôm nay, nó cũng cùng một ý nghĩa. Thời xưa không có hình ảnh nào đáng sợ cho bằng cái bệnh phong cùi. Ai cũng sợ hết. Bởi vì sao? Bởi vì đã lây rồi thì coi như là thua, là bó tay. Và đời sống người cùi chẳng khác nào như ở trong địa ngục vậy. Người khác gớm ghiếc anh ta đã đành, mà chính anh ta cũng kinh tởm chính mình. Thánh Vịnh 31 đã mô tả tình trạng thê thảm của những người bị cùi như sau: Những kẻ tôi quen biết đều sợ hãi tôi, trông thấy tôi ngoài đường là họ lánh xa, tôi chả khác nào đồ vật phế thải. Thế mà đối với cái người bị cùi bị bi đát như vậy, Chúa vẫn giơ đôi tay trìu mến chạm vào và chữa cho anh lành bệnh. Câu chuyện
người cùi đó và câu chuyện chiếc ví cầm mang đến cho chúng ta một sứ điệp hết sức quan trọng. Chúng ta thấy trong những điều vẫn thường xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, có những nhiều biến cố cực kỳ bi đát, như một người thân của mình mới qua đời. Và ngày hôm nay tôi mới nhận được tin một người bà con của tôi ở Hồ Nai mới bị đột quỵ và qua đời tối hôm qua. Hay là bạn bè phản bội mình, hay là tai nạn xảy tới làm cho con mình bị tàn tật, cha mình mất việc, mẹ mình nghiện rượu nhiều lắm. Khi những sự bất hạnh ấy chụp lên đầu chúng ta, lòng chúng ta đầy đớn đau lo lắng, giống như cái người bị bệnh cùi mà biết rằng mình bị bệnh cùi thì nó tan nát cõi lòng. Và cũng giống như cái anh Peter Cropper khi mà đánh vỡ cái đàn 285 năm quý hiếm, tan nát khủng hoảng và tuyệt vọng. Tuy nhiên qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy cái điều gì cần phải làm khi gặp những tình trạng bi đát trong cuộc sống của chúng ta. Không có tình trạng bi đát nào mà người ta không thể vượt qua được với sự đồng hành của Chúa. Không một tai họa nào tàn khốc đến mức không thể phục hồi được, dầu cho cái rủi ro, cái thua thiệt nó có lớn lao đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể phục hồi được, vẫn có thể sáng lên ánh sáng của ngày mai, của tương lai. Và gần đây chúng ta thấy có một cậu bé 7 tuổi bị phỏng nặng ở chân đến nỗi bác sĩ cần phải cưa cái chân đó đi. Một người bạn của mẹ cậu nói với cậu bé: chị nên chuẩn bị đón nhận điều này, thằng Glenn của chị sắp sửa thành người tàn phế suốt đời đó. Thế nhưng 2 năm sau, cậu bé đã rời bỏ cặp nàng. Chẳng những đi bộ được, cậu ta còn chạy được nữa. Dù không chạy nhanh lắm, nhưng vẫn chạy được. Cuối cùng thì cậu bé tên Glenn đó được vào đại học. Hoạt động ngoại khóa của cậu là môn chạy đua. Giờ đây cậu chạy không phải để chứng tỏ cho thiên hạ thấy là họ đã lầm, nhưng cậu chạy bởi vì cậu có cái năng khiếu và có cái ham mê về cái môn chạy này. Các kỷ lục liên đại học chẳng bao lâu đã giải thoát cậu khỏi cái cảm nghiệm tự ti mình là một người bị tàn tật, bị vân vân. Và rồi kỳ đại hội Olympic Berlin đã đến, Glenn chẳng những được đánh giá là vận động viên xuất sắc nhất môn chạy 1500m mà cậu còn phá kỷ lục về môn chạy 1500m tại Olympic Berlin. Năm sau thì Glenn Cunningham phá kỷ lục cuộc chạy đua dưới vòm có mái che. Cậu bé mà người ta từng cho là một phế nhân nay đã trở thành vận động viên chạy nhanh nhất thế giới. Cậu bé mà cuộc đời tan vỡ vì vụ nổ đưa đến cái phòng kinh khiếp năm xưa, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ không chỉ đôi chân mà từ trong tâm hồn của mình. Thánh Phaolô đã tóm tắt sứ điệp trong bài đọc hôm nay qua những lời thư gửi tín hữu Côrintô như sau: chúng tôi thường bị âu sầu nhưng không bị đè bẹp, thỉnh thoảng bị rơi vào ngờ vực nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Và dù nhiều lần bị ngược đãi, chúng tôi vẫn không bị tiêu diệt. Vì lý do này, chúng tôi không bao giờ ngã lòng. Rồi chỗ khác trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết như sau: chúng tôi biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều trở nên tốt đẹp cho những kẻ yêu mến Ngài. Đây chính là tin mừng, không phải cho riêng một ai đó mà cho tất cả mọi người chúng ta. Ai cũng có thể là một người phong cùi, ai cũng có thể là một nhạc sĩ Peter Cropper, ai cũng có thể là một cậu bé Glenn Cunningham gặp những thua thiệt, những tai nạn, những cái bế tắc trong cuộc sống. Thế nhưng chúng ta hãy đến với Chúa, có Chúa đồng hành, mọi chuyện đều nên tốt đẹp. Và chúng ta hãy kết thúc những suy tư hôm nay bằng một lời nguyện tìm thấy trong túi của một chiến binh tử trận người Hoa Kỳ: tôi đã cầu xin được khỏe mạnh để làm những việc vĩ đại, thế nhưng Ngài lại bắt tôi yếu đuối để tôi có thể làm những điều tốt đẹp hơn.
Tôi cầu xin được giàu có để sống hạnh phúc, thế mà Ngài lại để cho tôi nghèo khổ để tôi được khôn ngoan hơn. Tôi cầu xin được nắm quyền cao chức trọng để được mọi người tán dương, thế nhưng tôi vẫn phải chịu cảnh thấp hèn để thấy mình cần đến Chúa. Tôi chẳng nhận được điều gì tôi cầu xin, nhưng tôi lại nhận được mọi điều tôi hy vọng. Và mọi lời cầu xin không thốt thành lời đó lại được đáp trả nằm ngoài dự tính của tôi. Và như thế tôi được liệt vào sổ những người được Chúa chúc phúc nhiều nhất. Chúng ta có thể quên hết mọi điều, nhưng xin nhớ một điều: mọi sự đều nên tốt cho người có lòng yêu mến. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đến với chúng ta, và xin cho chúng ta yêu mến Chúa, đến với Chúa để rồi mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta đều trở nên tốt đẹp. Amen.